Thưa quý vị, đẩy mạnh xem xét xử lý trách nhiệm của chính các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nếu có sai phạm, không phát hiện sai phạm hoặc là phát hiện mà xử lý không nghiêm. Vâng, đây không chỉ là bước đột phá trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua mà còn là việc hiện thực hóa yêu cầu đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị quan trọng của Đảng những năm qua, đó là kiểm soát quyền lực trong các cơ quan thực thi pháp luật để phòng chống tham nhũng tiêu cực.